Xin kính chào cả nhà. Hôm nay mình xin trao đổi với cả nhà về một số công dụng của quả sung trong vấn đề chữa bệnh theo hướng dẫn của chuyên gia đông y. Chúng ta vẫn thường sử dụng quả sung như một gia vị thêm vào món nước chấm, làm sung muối như một loại rau ăn kèm cơm, hay ăn một trái sung chín. Nhưng có một thực tế, quả sung không chỉ là một loại quả quê dùng để ăn vặt đơn thuần. Đây còn là một vị thuốc chữa bệnh, tăng cường sức khỏe, được đông y vô cùng trân quý. Theo thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thì trong đông y, quả sung có vị ngọt tính bình, có tác dụng tiêu thủng giải độc, kiện tỳ thanh tràng. Người ta sử dụng quả sung để chữa viêm họng, khàn tiếng, tiêu hóa kém. Quả sung cũng được sử dụng cho sản phụ thiếu sữa, mụn nhọt lở lét hoặc là phông thấp. Y học hiện đại cho rằng quả sung chứa nhiều gluco, các nguyên tố vi lượng như canxi, phốt pho, kali và một số vitamin, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Một số lợi ích sức khỏe của quả sung bao gồm: ngăn ngừa táo bón, tăng tiết sữa cho sản phụ sau sinh, giúp giảm cân, giảm cholesterol, tăng cường ham muốn tình dục, ngăn ngừa bệnh tim mạch vành, ung thư ruột kết, tốt cho bệnh nhân tiểu đường, phòng chống tăng huyết áp, ngăn ngừa sự thoái hóa điểm vàng. Sung là loại cây có lịch sử hàng ngàn năm với phạm vi sống trải rộng khắp nơi trên thế giới. Quả sung không phải là thực phẩm được sử dụng phổ biến, nhưng từ lâu, sung là một thành phần quan trọng trong nhiều bài thuốc nhờ tác dụng trị bệnh của nó. Công dụng của quả sung được y học cổ truyền cũng như y học hiện đại công nhận. Do đó, bạn hoàn toàn có thể áp dụng những bài thuốc chữa bệnh từ loại quả quen thuộc này. Sau đây là một số bài thuốc chữa bệnh được bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đưa ra. Bị viêm họng, bạn sử dụng sung tươi sấy khô tán bột, rồi lấy một chút thổi vào họng, hoặc sung tươi gọt vỏ, sắc miếng, sắc kỹ lấy nước, cho thêm đường phèn, rồi cô nhỏ lửa thành dạng cao, ngậm hàng ngày. Bị ho khan không có đờm, lấy một lượng sung chín vừa đủ, rửa sạch, giã nát, rồi dắt lấy nước ép, uống mỗi ngày một lần, sẽ có công dụng rất hiệu quả. Bị táo bón, sung tươi 9 gram sắc uống hàng ngày, hoặc ăn sung chín mỗi ngày 3 đến 5 trái, hoặc lấy 10 quả sung tươi đem rửa sạch, bổ đôi ruột già lợn một đoạn làm sạch thái nhỏ, hai thứ đem hầm nhừ, chế thêm gia vị ăn trong ngày. Bị viêm loét dạ dày tá tràng, trái sung sao khô tán bột, mỗi ngày uống 2 đến 3 lần, mỗi lần 6 đến 9 gram với nước ấm. Bị rối loạn tiêu hóa, trái sung 30 gram thái nhỏ, sao hơi cháy, mỗi lần lấy 10 gram hãm với nước sôi trong bình kính, sau 20 phút thì dùng được, chế thêm một chút đường phèn, uống thay trà trong ngày. Bị viêm khớp, trái sung tươi lượng vừa đủ đem hầm với thịt lợn rồi ăn, hoặc sung tươi 2-3 trái rửa sạch, sắc nhuyễn rồi tráng với trứng gà ăn. Bị mụn nhọt lở loét, trái sung chín đã sao khô tán bột rồi rắc lên vết thương. Để đạt hiệu quả cao, trước đó có thể ngâm rửa vết thương bằng nước sắc trái hay lá sung tươi, sau đó lau khô rồi rắc bột thuốc và băng lại. Ngoài ra, nhựa ở quả sung cũng được sử dụng để chữa bệnh hiệu quả. Nếu bị mụn nhọt hay sưng vú, chỉ cần rửa sạch vùng tổn thương, lau khô và chấm nhựa sung lên trực tiếp, bôi nhiều lần trong ngày sẽ giúp chữa sưng rất tốt, đồng thời giúp giảm đau nhanh chóng. Nãy giờ là tác dụng chữa một số bệnh từ quả sung. Sau đây tôi xin trao đổi với bà con một số món ăn ngon được chế biến từ quả sung. Để bảo toàn lượng vitamin và khoáng chất có trong sung, bạn nên ăn khi chúng còn tươi là cách tốt nhất. Tuy nhiên, quả sung có vị hơi chát, khó ăn. Vì thế, muốn có nhiều chất dinh dưỡng, khi ăn sung, bạn có thể cho vào một cốc sữa, nghiền nát cùng chuối, cho vào món salad.
Bạn cũng có thể làm một số món khá ngon từ quả sung như sau. Thứ nhất là món cháo sung mật ong. Nguyên liệu gồm có gạo tẻ 50g, quả sung 30g. Cách chế biến là rửa sạch gạo, cho vào nồi nấu thành cháo với lượng nước vừa đủ. Sau đó cho sung vào rồi nấu sôi. Khi ăn thì thêm mật ong. Món cháo này ăn thường xuyên cũng có công hiệu trị chứng táo bón. Tiếp theo là món thịt ba chỉ kho với trái sung. Nguyên liệu là gồm có trái sung, thịt ba chỉ và gia vị. Cách chế biến là trái sung cắt bỏ cuống, chẻ làm đôi rồi chần sơ với nước sôi. Thịt ba chỉ thái mỏng, ướp với cà ri, nước mắm và tiêu. Trái sung làm như sung kho cá. Phi hành cho thơm, cho thịt vào xào sơ, rồi cho sung vào đảo đều. Đổ thêm một chén nước dùng và đun lửa dừa cho đến khi nước trong nồi sền sệt vàng ánh thì được. Tắt bếp rồi mới cho tiêu và lá chanh vào. Món này ăn với cơm rất ngon. Món nữa là sung luộc chấm với muối vừng. Sung làm sạch, ngâm muối cho hết nhựa. Sau đó sắc đôi, luộc chín, chấm với muối vừng. Ăn cũng khá ngon đấy các bạn ạ. Ngoài ra bạn cũng có thể làm rất nhiều món ăn khác, như là quả sung kho cá chạch, sung ngâm giấm, hoặc là làm mứt sung. Vừa ngon miệng lại có nhiều tác dụng tốt. Kính thưa bà con và các bạn, mình vừa trao đổi với bà con và các bạn một số công dụng chữa bệnh cũng như một số món ăn ngon từ trái sung theo lương y Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin kính chào bà con và các bạn. Chúc bà con và các bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc.